Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Talk Show ngày hôm nay. Nếu như mọi người chưa coi cái video tuần trước mình up ý, thì mình recommend mọi người quay lại coi cái video tuần trước xong rồi là coi cái video tuần này nhá. Hôm nay sẽ là tập đầu tiên của cái talk show nửa mùa này thế cho nên là nếu như các bạn đã hóng cái talk show này từ rất là lâu thì chào mừng các bạn. em để tay như này như tay mình to thiệt ha. Và ngày trước thì mình có livestream ở trên Instagram của mình và có spoil cho mọi người một tí xíu về cái chủ đề của tập đầu tiên này. <laughs> cơ muối từ trước đến nay mình vẫn nghĩ là cả cái Việt Nam này khi mà ai đấy hắt xì hơi ấy thì người bên cạnh sẽ nói cái từ cơm muối ấy nhưng mà thực ra là chỉ có người miền Trung bọn mình mới dùng cái từ cơm muối đấy cái từ đấy nó giống như kiểu là bless you trong tiếng Anh ấy hay là ở trong miền Nam với cả là ngoài miền Bắc người ta dùng cái từ gì khác mà mình không biết ta bởi vì là khi mà người quen bạn bè của mình hắt xì hơi xong rồi là mình kiểu cơm muối là người ta kiểu ủa sao lại cơm muối sao cái từ đấy nó lại cơm muối thực ra là mình cũng không biết tại sao nó lại cơm muối nhưng mà mình học được từ bố mẹ mình ấy Anyway, quay về cái chủ đề của ngày hôm nay Nếu như mọi người đã nhìn thấy ở phần tiêu đề thì mọi người sẽ biết cái chủ đề của tập đầu tiên Đấy chính là về vấn đề quay lại với người yêu cũ Có một số bạn bảo với Trang là trời ơi mấy cái tập đầu tiên của cái talk show mà nói về cái vấn đề nó nghiêm trọng như thế này á à? Một phần lý do là bởi vì đây là cái chủ đề mà được nhiều bạn recommend nhất Thứ hai là bởi vì từ trước đến nay khi mà các bạn nhắn tin nhờ Trang tư vấn tình cảm các thứ Thì cái câu chuyện mà Trang nhận được nhiều nhất đấy chính là cái câu chuyện liên quan đến việc có nên quay lại với người yêu cũ không Có nên tỏ tình hoặc flirt để kiểu khiến cho người yêu cũ mở lòng muốn quay lại với mình không? Thế cho nên là Hôm nay chúng mình sẽ nói về cái vấn đề này Và tất nhiên cũng giống như mọi khi Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của Trang Thì chào mừng các bạn đã đến với Gia Đình Tôn N Đừng quên like, subscribe và Follow Trang trên Instagram nhá Còn nếu như các bạn đã quen thuộc với Trang rồi Thì chào mừng các bạn đã đến với tập đầu tiên của talk show Chúng mình bắt đầu vào cái talk show này luôn thôi để mà nói một cách thật lòng ấy thì khi mà một người em một người chị một người quen nào đấy của trang nhắn tin cho trang bảo là muốn quay lại với người yêu cũ hoặc là có ý định níu kéo người yêu cũ ấy thì cái reaction và cái suy nghĩ đầu tiên và cái lời nói đầu tiên của trang sẽ là ủa sao mày bị điên rồi đúng không mày nghĩ gì vậy? trong đầu mày nó nghĩ cái gì vậy? tao bỏ ra bao nhiêu là công sức để cho mày quên được cái thằng kia, tao bỏ ra bao nhiêu tiền để đưa mày đi chơi, bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể lôi được mày ra khỏi nhà, để cho mày ăn, cho mày uống, cho mày khuây khỏa, để cho mày ra khỏi cái bóng tối trong phòng mày, để cho mày không suy nghĩ đến thằng đấy và không khóc một mình trong bóng tối nữa. và bây giờ mày nói với tao một câu là bây giờ mày muốn quay lại với người cũ, mày có nhớ thằng đấy đối xử với mày như nào không? mày có nhớ cái lý do tại sao hai đứa mày lại chia tay với nhau không? tao đã bảo với mày từ đầu rồi trời đất ơi, cái mắt của mày phải banh cái mắt mày ra để nhìn cho rõ. bao nhiêu lần tao bảo với mày thằng đấy là gao đỏ Thằng đấy là siêu nhân đỏ mấy cái thằng màu xanh đi trước mặt mày thì mày không chọn đi cho đúng cái thằng tất nhiên là nếu bạn là người quen của trang thì trang sẽ nói như vậy nhưng mà đừng lo hôm nay chúng mình sẽ phân tích từng chi tiết một từ điểm mạnh cho đến điểm yếu từ ưu điểm cho đến nhược điểm để giúp cho bạn suy nghĩ thật kỹ xem cái việc bạn quay lại với người yêu cũ là đúng hay sai mình sẽ là người ở giữa bởi vì là mình không biết cái hoàn cảnh của hai bạn như thế nào mình không biết là hai bạn đã quen nhau như thế nào yêu nhau như thế nào và lý do chia tay là gì mình chỉ có thể ngồi đây phân tích cho các bạn và đặt cho các bạn những câu hỏi để các bạn có thể tự hỏi bản thân mình xem là có nên hay là không thôi người ta có cái câu là trước khi kết thúc thì hãy nghĩ đến cái lý do bắt đầu đúng không nhưng mà bởi vì hai bạn đã kết thúc rồi cho nên là chúng mình sẽ chuyển cái câu đấy thành trước khi bắt đầu lại thì hãy nghĩ đến lý do kết thúc ok nào bây giờ để cho nó công bằng một tí thì anh em mình sẽ nói về cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái việc quay lại với người yêu cũ đầu tiên thì chúng mình sẽ nói về cái ưu điểm ha đầu tiên thì cái ưu điểm mà mình cảm thấy là rất là dễ nhìn thấy đấy chính là bạn biết rất rõ về đối phương các bạn đã có cái khoảng thời gian biết đến nhau tìm hiểu nhau sau đấy là yêu nhau quen nhau một thời gian cho nên là trong cái khoảng thời gian đấy thì các bạn đã có thời gian để tìm hiểu về đối phương biết cái tật xấu những cái tính tốt của đối phương bạn biết người ta là kiểu người như thế nào bạn biết là người ta thích cái gì ghét cái gì bạn biết cách đối xử với người ta bạn biết nhà người ta ở đâu bạn biết bố mẹ người ta làm cái gì bởi vì bạn đã hiểu một phần về đối phương cho nên là cái việc quay lại với người yêu cũ sẽ giúp bạn tiết kiệm một thời gian này công sức này bạn không cần phải mất công đi tìm kiếm mối quan hệ mới hoặc là tìm hiểu về một mối quan hệ mới đặc biệt là đối với những bạn mà thích nằm trong cái vùng an toàn của mình và rất sợ bước ra khỏi cái vùng an toàn ấy thì mình nghĩ đây là một cái ý kiến nó cực kỳ not bad tất nhiên là mình sẽ phải phân tích những cái chi tiết khác nữa ha cái ưu điểm thứ hai ở đây mình cảm thấy là các bạn sẽ có một cái kiến thức một cái tư duy gọi là kinh nghiệm trong cái việc yêu và duy trì cái mối quan hệ với cái bạn người yêu cũ này bởi vì trong quá khứ trong mối quan hệ của các bạn đã xảy ra những chuyện này chuyện kia các bạn cãi cọ nghe nó sợ xiên cho nên là bây giờ bạn sẽ không mắc phải những cái sai lầm đấy nữa chẳng hạn hoặc là bạn sẽ biết làm sao để cho đối phương hài lòng hơn về cái mối quan hệ này để cho bạn thân bạn hài lòng hơn về cái mối quan hệ này để cho mối quan hệ của các bạn có thể kiểu được xây dựng bền vững hơn và có thể lâu dài hơn đấy thấy chưa cái việc quay lại với người yêu cũ nhiều khi không phải là một điều gì đó nó quá tồi tệ nhưng cái nào nó cũng sẽ có ưu điểm cái nhược điểm của nó bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang cái phần nhược điểm Đột nhiên mình suy nghĩ đến việc là nếu như gia đình các bạn kiểu cấm các bạn yêu đương ấy Thì mình khuyên các bạn là khi mà các bạn mở cái talk show này, mở cái video này ra để nghe Thì không nên nghe trước mặt bố mẹ ha Nhưng mình là mình không dám đâu Anyway được điểm của việc quay lại với người yêu cũ thì mình nghĩ cái đầu tiên sẽ là bạn sẽ không được nhiều người ủng hộ tất nhiên là nếu như ngày trước hai bạn chia tay trong êm đẹp xong rồi bây giờ hai bạn quay lại với nhau ấy thì cái vấn đề đấy chắc là nhiều người cũng không để ý và cũng chỉ nghĩ là ở hai đứa đấy ngày trước yêu nhau sâu đậm như thế mà lúc hai đứa đấy chia tay kiểu cảm thấy rất là đáng tiếc ôi rồi, bây giờ hai quay lại với nhau rồi ôi thế thì càng tốt nhưng mà nếu như trước khi chia tay các bạn cai va xong rồi là xích mích và chia tay không êm đẹp một tí nào ấy chia tay trong chiến tranh thì khi mà hai bạn quay lại với nhau thì mình cảm thấy sẽ rất ít người ủng hộ cái việc này và kiểu người ta sẽ lời ra tiếng vào khá là nhiều ấy đặc biệt là những người thân quen của bạn những người mà chỉ mong bạn hạnh phúc bạn hiểu không nếu như bạn hỏi ý kiến những người đấy là bạn có nên quay lại với người yêu cũ hay không thì những người đấy sẽ làm đủ mọi cách lôi đủ những cái tật xấu những cái nhược điểm của người đấy ra để khiến cho bạn không quay lại với người đấy nữa nhưng mà thực ra mình cảm thấy nếu như bạn là một người có chính kiến và không bị lay động bởi ý kiến của người khác và bạn muốn sống cuộc sống của bạn và bạn tự tin vào cái quyết định của bạn ấy thì mình nghĩ là bạn không nên quan tâm nhiều về lừng ngoài nói Còn đối với những bạn mà kiểu dễ bị lay động bởi ý kiến của người ngoài ấy, Thì mình nghĩ là các bạn sẽ thấy một phần áp lực và sẽ suy nghĩ rất là nhiều Cái đấy dễ hiểu mà đúng không? Khi mà mình đưa ra một cái quyết định nào đấy mà người khác không ủng hộ xong rồi là nhiệt tình phản đối ấy Thì bạn sẽ kiểu auto overthinking Cái vấn đề thứ hai ở đây mà mình nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra 90% là sẽ xảy ra Đấy chính là những cái xích mích mà ngày trước các bạn có với nhau ấy Có thể nó sẽ tái hiện lại Ôi dồi ôi, nhân gian thì dễ đổi và bản tính thì khó rời ấy Cho nên là những cái chuyện các bạn khai nhau ngày xưa ấy Chắc đã không cãi nhau lại. Trừ phi là các bạn đồng ý cùng nhau gọi là kiểu sẵn sàng giải quyết những cái xích mích ngày trước để cho nó không xảy ra lại. Các bạn đồng ý với nhau là à hai đứa mình là hai con người, hai cái cá thể hoàn toàn khác nhau cho nên là chắc chắn sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà nếu chúng mình đồng ý gặp nhau ở chính giữa người này nhường cho người kia hoặc là người kia nhường cho người này hoặc là đồng ý và sẵn sàng để giải quyết những cái vấn đề ấy thì mình nghĩ có khi lần này các bạn quay lại với nhau các bạn còn quen nhau được lâu hơn cơ nhưng mà nếu như tất nhiên là các bạn không chịu nhường nhịn lẫn nhau người này thì cứng đầu người kia thì bướng bỉnh thì mọi thứ lại quay trở về con số không và các bạn sẽ lại tiếp tục quay nhau và cái vấn đề này sẽ trở thành cái nhược điểm lớn nhất cho cái việc quay lại với người yêu cũ một cái nhược điểm nữa mà mình muốn các bạn cân nhắc đặc biệt là với những bạn mà MBTI F á, dành cho những bạn chưa làm bài test 16 tính cách đấy thì cái bài test 16 tính cách đấy có tên là MBTI và nếu như các bạn là F thì các bạn sẽ hành động theo cảm tính, hành động theo cảm xúc, còn nếu như các bạn là T thì các bạn sẽ hành động theo lý trí, theo logic và cái vấn đề mình muốn nói ở đây sẽ làm tổn thương bạn có MBTI F rất là lớn, đấy chính là các bạn thử suy nghĩ nếu như lần này các bạn quay lại với nhau và cái mối quan hệ này nó lại thất bại như lần trước thì các bạn sẽ tổn thương hơn bao nhiêu từ sau cái lần thất bại thứ hai này, các bạn sẽ càng gò bó bản thân mình trong cái khuôn khổ của bản thân và cái bức tường của các bạn sẽ càng cao hơn và sẽ rất là khó để ai đấy trèo qua cái bức tường đấy và giúp bạn mở rộng cái tấm lòng của bạn ra. Nói một cách dễ hiểu thì sẽ khó khăn hơn cho các bạn trong việc bắt đầu một cái mối quan hệ mới. Các bạn chỉ cần suy nghĩ là các bạn ăn một cái món ăn nó rất là cay, lần thứ hai các bạn ăn nó càng cay hơn. Thế thì các bạn có dám ăn lần thứ ba nữa không? Khát nước không mọi người để tôi đi lấy cốc nước. Các bạn có biết là người Trung Quốc người ta không bao giờ uống nước lạnh bởi vì người ta cảm thấy cái đấy không có tốt cho sức khỏe không? Trong khi người Hàn thì người ta lại suy nghĩ là nếu như các bạn uống nước lạnh thì các bạn sẽ giảm được cân nhanh hơn. Có một con nó giống như kiểu con ong ấy, nó đang ở trong nhà, nó đang bay tung tóe ở trong nhà. Tôi nên mở cửa cho nó bay ra không trời? Nó cứ bay vòng vòng vài vòng ở đây là mèo tôi giết nó luôn á tôi biết là khi tôi có phân tích cái ưu điểm nhược điểm của vấn đề này đi chăng nữa thì có một số bạn nếu như muốn thì vẫn sẽ làm thế cho nên để chuẩn bị cho cái quyết định này của các bạn thì tôi có một cái ý kiến dự phòng tôi sẽ đưa ra những cái dấu hiệu mà các bạn nên hay là không nên quay lại với người yêu cũ ok lao bây giờ để khuấy động bầu không khí một tí thì chúng mình sẽ chơi một trò chơi bây giờ các bạn sẽ giơ năm ngón tay lên và nếu như đúng ý nào thì các bạn phải gập một ngón xuống ok lao chưa gập một ngón xuống nếu như bạn vẫn còn tình cảm với người yêu cũ gập một ngón xuống nếu như bạn vẫn còn níu giữ và nhớ đến những kỷ niệm cũ gập một ngón xuống nếu như bạn tin chắc rằng hai bạn có thể giải quyết được những xích mích xung đột cãi vã ngày xưa gập một ngón xuống nếu như bạn tin chắc rằng cái mối quan hệ này sẽ thành công và cuối cùng gập một ngón xuống nếu như bạn chắc chắn rằng cả hai bạn đều có mục tiêu đều có ước mơ và đều tin tưởng đối phương trong mối quan hệ này nếu như bạn gặp 4 ngón trở lên thì đây là dấu hiệu nên quay lại với người yêu cũ Còn nếu như các bạn gặp từ 3 ngón trở xuống thì Trang nghĩ đây không phải là quyết định sáng suốt nha Đầu tiên Trang nghĩ nếu như bạn vẫn còn tình cảm với người yêu cũ và bạn vẫn nhớ đến những kỷ niệm Và bạn vẫn còn níu giữ những cái kỷ niệm, những cái món quà mà ngày trước người ý tặng bạn hoặc là bạn với người ý trao đổi với nhau ấy thì đây là một cái dấu hiệu tốt chứng tỏ là bạn nên quay lại với người yêu cũ bởi vì tất nhiên là nếu như không còn tình cảm với nhau và không còn suy nghĩ đến những cái kỷ niệm cũ thì có quay lại với nhau thì cũng được trả được cái gì đúng không nhưng mà các bạn phải nhớ đây là các bạn vẫn còn tình cảm với người ta nha Nó khác với cái gọi là các bạn không còn tình cảm với người ta nữa Nhưng các bạn vẫn muốn níu kéo những cái kỷ niệm Bởi vì trong trí nhớ của các bạn thì những cái kỷ niệm này nó rất là đẹp Thế cho nên là các bạn cứ luôn nghĩ về những cái kỷ niệm đấy Không đồng nghĩa với việc là các bạn vẫn còn tình cảm với người ta ha Đối với những cái vấn đề mà ngày trước các bạn có xích mích với nhau Thì tất nhiên là mỗi mối quan hệ sẽ có một cái vấn đề khác nhau đúng không? Mà cha cũng không thể ôm đốm tất cả cũng không thể hiểu được hết và lắng nghe được hết những cái hoàn cảnh mà các bạn đã trải qua. Trang chỉ cần biết là nếu như các bạn không quan tâm đến những vấn đề đấy các bạn quyết định quên đi những cái cuộc cãi vã những cái xích mích đấy và sẵn sàng giải quyết, sẵn sàng ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết từng vấn đề ấy, gọi là lắng nghe đối phương, thấu hiểu và chia sẻ với đối phương ấy thì mình nghĩ là cái lần quay lại này sẽ là một thành công cực kỳ lớn và các bạn sẽ cực kỳ yêu thương nhau nhiều hơn ngày trước rất là nhiều. Tất nhiên là mình biết có một số bạn chỉ sống ở hiện tại, các bạn không quan tâm đến tương lai, các bạn suy nghĩ là bây giờ chỉ cần có người bên cạnh bạn là được. Đối với những bạn như vậy thì các bạn sẽ không quan tâm đến lời người ngoài nói, các bạn cũng không quan tâm là sau này có bất kỳ trở ngại nào nó xảy ra trong mối quan hệ của bạn Mà tất cả những gì bạn cần biết bây giờ là Bạn cần người ấy ở bên bạn Bạn rất là thương người ấy Và chỉ cần có người ở bên bạn thôi Thì việc gì bạn cũng sẽ trải qua được ấy Trên đời này người ấy chỉ có một và chỉ một và thôi Và nếu như không phải là người ấy Thì không phải là ai hết Nếu như bạn suy nghĩ được như vậy Thì chứng tỏ là bạn vẫn còn tình cảm với người yêu cũ bạn vẫn còn tình cảm và còn tình cảm rất rất nhiều Nhưng mà Trang cũng muốn nói một lời cho bạn biết Đấy chính là người ấy chỉ có một Nhưng mà bạn cũng chỉ có một mà thôi và nếu như người ấy đồng ý nếu như người đấy là một cái green flag nếu như người đấy là tất cả những điều bạn mong muốn thì bạn còn chần chờ gì nữa nắm bắt cơ hội và đem cái tình yêu đấy về cho bản thân thôi nhưng nếu đấy chỉ là mong ước của bạn chỉ là điều bạn mong muốn bạn biết là bạn có thể đối xử tốt với người ta bạn biết là bạn có thể hy sinh tất cả mọi thứ và dốc hết toàn tâm cho cái mối quan hệ này mặt khác đối phương lại không thể cho bạn thứ mà bạn muốn đối phương không thể đáp ứng được những điều mà bạn muốn chỉ cái việc bạn cố chấp muốn quay lại với người yêu cũ ấy, cái đấy chỉ gọi là sự bướng bỉnh sự cứng đầu của bạn thôi Mình không muốn bất cứ ai đang lắng nghe cái talk show này Phải chịu đau đớn thêm một lần nữa Chỉ vì cái việc quay lại với người yêu cũ Chỉ vì các bạn đưa ra một cái quyết định sai lầm Thế cho nên là trước khi các bạn đưa ra quyết định Là sẽ quay lại với người yêu cũ hay là không Thì xin muốn các bạn tự hỏi bản thân những câu hỏi này Thứ nhất Tại sao bạn biết là bản thân bạn vẫn còn tình cảm với người yêu cũ? Không phải là bạn có còn tình cảm với người yêu cũ hay không Mà là tại sao bạn biết là bạn vẫn còn tình cảm với người ta? Thứ hai, Bản thân bạn có đủ sẵn sàng để giải quyết mọi vấn đề sẽ ập đến nếu như bạn quay lại với người yêu cũ không? Thứ ba, nếu như lần này hai bạn quay lại với nhau thì bạn có chắc là cái mối quan hệ này nó sẽ hạnh phúc và êm đềm hơn lần trước không? Và thứ tư, bạn có dám chấp nhận những cái điều rủi ro những cái điều không hay nó sẽ xảy ra? Nếu như lần này hai bạn quay lại với nhau sẽ thất bại không? Nhớ nhá, đây là câu hỏi mà trang đặt cho các bạn. Các bạn không cần phải đi ra ngoài đường hỏi ai, hỏi bạn bè hay gọi người thân hay bất cứ ai cả. Bạn phải ngồi một mình, tự ngẫm câu hỏi, tự trả lời bản thân và phải trả lời bản thân cho nó thật lòng nha. Chính bạn mà còn lừa dối bản thân bạn nữa ý, thì trên đường này không có ai có thể tin tưởng được bạn hết, đúng không? Trước mắt là bạn phải thật lòng với bản thân mình trước, sau đấy bạn mới có thể đem cái tấm lòng này để đi yêu người khác, đi trao cho người khác, đúng không? cái người đã và sẽ trải qua mối quan hệ này là bạn cái người mà đã trải qua những cái đau khổ những cái hạnh phúc cái người mà đã khóc đã cười trong cái mối quan hệ này là bạn thế cho nên đừng hỏi ai hết mà hãy hỏi chính bản thân mình và như cha đã phân tích từ trước thì trên đời này không có gì là chắc chắn hết nếu như cái lần quay lại với người yêu cũ này nó thành công thì nó sẽ cực kỳ thành công còn nếu nhau thất bại thì nó sẽ cực kỳ thất bại thế cho nên là mình mong là các bạn sẽ chuẩn bị tâm lý và các bạn sẽ chịu trách nhiệm cho cái sự quyết định của các bạn kể ra nó thật với mọi người từ trước đến nay sang chưa bao giờ quay lại với người yêu cũ tất nhiên là mình cũng có một vài mối quan hệ và mình cũng quen một vài người nhưng mà kể ra nhá mỗi lần chia tay thì sau khi chia tay một là mình với người ý vẫn còn làm bạn hai là mình với người ý không còn liên lạc với nhau nữa phần là bởi vì mình cảm thấy cứ mỗi lần mình bị tổn thương trong một mối quan hệ thì mình sẽ làm đủ một cách để cho bản thân mình không bị tổn thương như vậy nữa bởi vì bản thân mình biết một lần bị tổn thương như vậy là mình mệt mỏi mình đau khổ mình khóc bao nhiêu mà đúng không tất nhiên là thay vì trốn tránh hoặc là làm cái kiểu mà kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác ấy thì mình sẽ chơi cái kiểu defense Xong mọi người phòng vệ cho bản thân để cho bản thân mình không phải chịu tổn thương như vậy nữa khi mà mình yêu ấy thì mình sẽ dốc toàn tâm toàn lực vào cái mối quan hệ đấy có bao nhiêu mình cho bấy nhiêu và mình sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể trong khả năng của mình để làm cho cái mối quan hệ này nó hạnh phúc và nó tươi đẹp nhất có thể ấy. thế cho nên là khi mà cái mối quan hệ này kết thúc thì mình sẽ cảm thấy là mình không có hối tiếc cái gì cả cho đi được bao nhiêu thì mình cũng cho đi rồi và trước khi mỗi người mỗi ngả ấy mình làm sai cái gì thì mình xin lỗi và mình biết ơn điều gì thì mình cảm ơn để cho sau này mình không cảm thấy hối tiếc vì ngày xưa những lời cần nói chưa thể nói ấy à, nhưng mà mình không tiếc không hối hận nhưng mà mình đã có rất là nhiều lần lụy khi mà mình đem trao cho ai đấy cái tấm lòng của mình thì cái điều mà mình không muốn xảy ra nhất đấy chính là người ta sẽ vứt cái tấm lòng của mình sang một bên hoặc là đem cái tấm lòng đấy trả lại cho mình nhưng mà nếu như mình có lụy mình có đau khổ khóc lóc cầu xin như thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn quyết định làm như vậy ấy. thì lúc đấy mình nghĩ là mình cũng không còn lý do nào để níu kéo người ta nữa tôi ơi tôi gãi cho cái chỗ này nó đỏ hết cả rồi không phải do cái vòng đâu nhá mọi người thi thoảng mà tôi ngồi nói xong rồi tôi ngồi đơ ra ấy là tôi hay gãi cái chỗ này lắm đột nhiên tôi cảm thấy là cái chủ đề này nó đúng thật là nó hơi nặng nề bởi vì đây mới là tập đầu tiên của cái talk show nửa mùa này mà đúng không nếu như mà cái tập đầu tiên của cái talk show này đã nói về cái vấn đề nó nhạy cảm như thế này thì không biết là những tập sau là sẽ như thế nào nhưng mà tất nhiên là sẽ dựa vào cái recommend của các bạn anyway mình mong là cái tập đầu tiên của cái talk show này nó một phần nào đấy đã giúp được mọi người kể cả khi mà mọi người đang không nằm trong cái trường hợp như thế này nhưng nếu các bạn có bạn bè hoặc là ai đấy đang trong cái tình huống này ấy, thì các bạn vẫn có thể nghe xem video này hoặc là gửi video này đến cho bạn bè các bạn đúng không? Không biết là các bạn có hóng hay không nhưng mà mình cực kỳ tò mò tập tiếp theo cái talk show nửa mùa này sẽ nói về cái vấn đề gì. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe hết tập đầu tiên của cái series mới trên kênh của Trang. Chúc các bạn một ngày tốt lành và Trang sẽ hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của cái talk show nửa mùa nhé. Bye bye!